Trận đấu tiếp theo trong khuôn khổ VBA sắp diễn ra. Đến sân để cảm nhận không khí đầy nghiệt thở của trận đấu giữa các cầu thủ Hà Nội Buffaloes và Cần Thơ Catfish. Bạn đã sẵn sàng cho trận đấu đầy kịch tính giữa Hà Nội Buffaloes và Cần Thơ Catfish vào lúc 16 giờ ngày 10 tháng 9 tại nhà thi đấu Bách Khoa, hoặc theo dõi trực tiếp trận đấu trên vba.vn/livestream. Mua vé ngay tại hotline và ticketbox.vn.